Gia đình Mỹ xin kính chào ông bà và quý vị các bạn. Hôm nay có chị Thấm đi cùng với mình đi đến nhà chị Tư, chị Bảy. Bữa nay á, mong quý vị thông cảm cho Thị bị đau cổ nên không có nói nhiều để nhường cho anh Thiện, chị Thấm nói thế cho Thị nhiều hơn. Mình đã tới nhà chị Tư, chị Bảy rồi. Thì mời quý vị các bạn cùng vô nhà của chị nha. Chào các bạn. Chị Tư, chị Bảy. Rồi, chào chị Tư, chào chị Bảy. Chị đang khỏe chưa? Chị ơi, chị chưa khỏe, chị mới đi chỗ mấy cỏ ngay đầu rồng vậy, nó đau chị chết tối tầm này mặt. Dạ. Bị tóc mà chị bị hai tay á. Khám bệnh thì bác sĩ hướng dẫn có tiền nó phải đi thường lớn. Nhiều chứng bệnh quá giờ bị không xếp. Bác sĩ nói sao? Vậy là hôm bữa khám ở đây chứ chưa đi bệnh viện hả? Chỉ nãy giờ bệnh viện đi tiền dữ lắm nhiều. Có bảo hiểm mà? Không, không có bảo hiểm. Ủa quên chứ hôm hai chị chưa có bảo hiểm. Chưa đưa, không có đưa. Thôi giờ chị lấy tiền đó chị mua bảo hiểm. Chị mua đại đi, chị mua chừng dài một tháng thì sử dụng được hay vậy? Như mua trong vòng tháng sử dụng được hay sao? Tiêu chữ mấy vậy bao? Đâu có. Mua hai chỉ có chữ mấy à? Dạ. À, một năm. Mấy? Mua đi chị Tư ơi. Chừng công bán khô hẳn mua một tiểu mấy à? Thì hai người. Ủa, Quỳnh đây đó. Không, hai người. Quán, thì hai người chị. Em mua hai mẹ con em tiểu mấy nè. Bây giờ có cái sổ hộ nghèo chưa? Có sổ hộ nghèo. Lấy cái sổ hộ nghèo đi mua rẻ hơn. Dạ. Ra xã mình mua được không? Ra xã mua đúng rồi. Đúng rồi. Để mời. Vậy ha là. Mua đi rồi đi khám. Em chị không ra chị đổi chứ cái sổ hộ nghèo là người ta không có đem tới nhà người ta cắt. Hồi trước đem á, đâu có, hồi trước người ta đem tới nhà chứ sau này là tự đi mua không hả? Sau này mình tự mình ra mình đổi đó. Chị hỏi lại đi, đi tự đi đổi đi. Dạ. Anh mình đi vô nhà đi. Ba năm không có mà hộ nghèo á thì đây để giới thiệu với các bạn luôn. Đây đó. Hả? Giới thiệu giùm cái này coi. Dạ sao? Tôi cắt. Cái này đi á. Cái này nó chưa có chín hung nè. Chín thì cắt dây người ta bỏ ra chị lem gì á. Nó chín là nó vàng cái mà cái màu cam. Ở mềm xèo à. Cái da nó cam. Cái gì có ai mà ăn xôi gất chưa? Cái này là cái xôi nè. Xôi gất với lại người ta nói trẻ em mà ăn cái này nè. Chị cầm chị cho nó sáng mắt á. Vậy hả? Dạ. Ăn cái này tốt lắm. Quậy uống hả? Nó bổ máu nữa. Quậy hộp chị thấy nó quậy hộp. Mình về mình chân. Tái này chị chín không? Chị sống nhăn rồi chị lượm cái chị thấy làm hả? Mà nó cũng già rồi nè. Chị ăn được chị Bảy có làm bầu không? Chị nghĩ vậy ta ha. Hôm bữa làm được nhiêu tiền? Chưa có ta tiền chưa không biết. Thả. Làm được 13 ngàn. Kỳ vậy trời. Có 50 ngàn, 1 ngàn. 50 ngàn, 1 ngàn ca hôm nay bầu. Tiền là nhiêu? Ngàn cái, ngàn cái. Dạ. Vì chị mới vô ủa ngàn cái là chục ngàn làm lâu lắm à. 2 ngàn á. Thấp 2 ngàn hả? Vô ngày 2 ngàn á. Chị vô quá phải không? Vô phân làm này chị bán được mấy ngàn rồi? Có 50 ngàn mà người ta chưa trả tiền. Được làm được 50 ngàn cái rồi hả? 50 ngàn đồng. 50 ngàn đồng. Ờ 1 ngàn cái em tưởng đâu 50 ngàn cái mà được 13 ngàn. 13 ngàn hả? Được 650. Mình ta chưa tới 12 ngàn. Chừng có bán cây tết thì ta mới trả tiền. Mời ghi một mà. Chị đau dữ lắm hả chị Tư? Ngồi nghỉ đi. Chị Tư sao nó dồn quá đó hết trời. Chị mới thấy ai từ đó giờ không có bệnh nào. Chị ta dài ra không? Không. Chị kia. Nghe đây nó có một xương luôn hả? Để em bé không gớt cây. Nó đau đi, nó đau quýt, ngủ một đêm nó đau gần chết, nó đau cho mà đau. Méo quần bê này nè Hiêu. Kỳ hả? Nó giật mấy cái cơ của mình với lại mấy cái đau vậy nè. Thần kinh nó bị eo luôn rồi, nó dương như nó phải nhức rồi, nó phải đau rồi. Chị ghen quá bằng đêm. Bây giờ đó, thôi em đi kiếm về chị đi. Giờ quyết định giờ ngày thứ hai thì chị xã chị đi mua bảo hiểm đi. Đúng rồi. Rồi hỏi người ta, nói là chị Tư em vậy á, đặng có bảo hiểm sớm mình đi khám. Dạ nè, em nói là chị cầm cầm đi. Chị nói sao mà hôm đó nay tôi hết hạn rồi, giờ chị hướng dẫn cho tôi gì rồi, nếu mà hàng mà người ta không phát miễn phí nữa thì mình mua. Mua, dạ, mua cũng vẫn rẻ hơn. Vẫn rẻ hơn tự đi mua. Cho mình được nhiêu đó. Dạ.
chị đâu có biết vụ bảo hiểm từ đó chị vậy? Tư không có bảo hiểm không có bảo hiểm vụ 5 tiền đúng rồi có kia bảo mới nằm bệnh viện 10 mấy tiền bảo hiểm cho nó đỡ chứ vụ đau gì vậy giờ bỏng thì mình nói đứng bước lên tí nào không cho em quay trọn hết 4 người và 4 tiếng mới đúng không không chịu bị bãi thì thấm thì nhổ cỏ bậy bạ vòng vòng cái bãi rồi không có nhà chị mần chị xỉu đâu chị kêu chị mình cho qua cầu nghe qua cầu có ngày té dù chết xong không phải đâu đó là chính xác đó các bạn nãy Hiền với Thủy tới là kêu chị Tư với nhổ cỏ hay sao cỏ tranh nữa không đó, để thôi em ra em gọi lại rồi đồ gầm chỉ cái nhổ chứ không gì đấy chứ mà lội chứ đây đây chị dẫn đi vòng tham quan luôn đi. Ăn cơm gì được không? Chị không phải chị ăn con chén cơm mà chị thêm một chén mình cứ nó đau chị nó đau chết nữa. Từ nào đâu có ai bệnh thấy kỳ hay không đó. Em cũng tỏ nó chịu bệnh vậy quá. Nó đau nó giật giật vậy nè, chị bữa bác sĩ cá ngủ được. Chị ngủ anh á, ngủ để cái chiếc chiếu đâu á. Không có lên chứ đâu có nằm sát cái giường gì được. Nóng kỳ cục không có chứ. Sao ta mập cao huyết áp, sao ốm là huyết áp. Đâu có huyết áp mà chị ơi, huyết áp mập hay ốm gì trong cơ địa mỗi người khác nhau á. Bà 10 canh đây à, bà có huyết áp tại biến thành bắt sủi cái tay. Vừa rồi thế chứ không phải cho mập ốm. Mà nếu không biết cái ai cái trong tim không được, không quậy cái gì đóng cái tim gì không quậy không về nào em ốm quá thì nó vậy thì bây giờ bút cổ đỡ rồi, một lần chị nên bút cổ thè với mấy cái này. Một lần chị bảy chị Tư mua sữa uống đi. Sửa dinh dưỡng người già. Mình làm chi nào? Mình là lên làm Tiền Giang nha, mới đi mổ bụng cổ. Nó có mổ được nó qua tim. Bây giờ để nó qua tim chị gọi nha. Bác sĩ nên mổ điều thứ nhất thì chết, điều thứ nhì thì câm, điều thứ ba mới sống ba điều kiện. Vì chị không mổ này chị sống được 10 năm. Chị đi chịu đó, dữ lắm, thấu dữ lắm. Nhớ năm đó không? Rồi chị mới đi chị mới đi Gò Công. Chị đưa Gò Công lên bà thầy á. Thầy bóp làm sao bây giờ xem cũng vậy. Bóp rồi rớt rớt chị nó bóp coi cứ ông vợ hết đau rồi nó nghẹn nghẹn chị nó tối tâm mày bạc cái gì tưởng nhưng mà nó quay vườn giáp đâu mổ được không mổ được dễ được kia ngồi lên Tiền Giang 80 á nó lên chỗ đó để nó vô tim rồi để nó vô tim nó mổ được bú tim nó dễ nó mọc dễ cái gì bác sĩ Thịnh ngoài nó cũng tim nó mắt nó lồi ra nó lòi ra bị chán mình đi vòng vòng á anh đang thắc mắc là để hỏi Tư với Bãi nè mì gói mà phải để giống vậy hả chưa kiến á kiến mì này bữa nhận ở dưới bên nhà em hay là bên chùa chùa có đi với chùa ha đi ra ngoài nhìn dạ. Mới sửa cái nhà lại nhà chị mới nhập chứ đâu sửa gì đâu sập phải kiếm cây chị nhóm nhỏ rồi chị đem chia đóng chị gắn chị ba đi chị mừng chị gắn mừng á chị thêm cái cây nữa chị vô đựng nó tèo chị đợi lên kèn đây đó hả cho thêm cây te nữa bên đây cây nữa đó rồi cái bếp này là em ở không được em ngồi không đụng đầu rồi nè chèn cho đỉnh dột chổi hai cây te ổn quá đây nè quý vị gọi cái máng nè đây là mình đứng ngang cái nút áo thứ ba hả khỏi gúng một chút dạ, chứ hôm nay nó xệ cái máy nó xệ mai chiều kiếm cái cây nữa chị gặp đây nữa cây này đúng rồi chị gặp đây cây nữa được cây nó sập cây rồi nguyên cái đám tam đó mà chị Tư nhổ không có quên ở đây nè hả chị nhổ vòng cái cây chú đầu đồng của mình nè đi đi dài mấy nha chị không nổi đâu không chị nhổ chị không có chị lấy cái chị móc chặt không nổi rồi chặt nó xíu lấy cái hai chân nhỏ chị móc móc thì hết mình móc chặt thì bãi thôi trời ơi giờ cái đó cũng để gì chứ đâu ai ở hả chị nhà đó là giờ đâu ai ở chị bạn không có không điện dài chờ cái anh em của chị đó để đi đâu đi lang thang cứ thế nào lại hái chị đi ăn à trời ơi sớm là chị ra làm đây ha
rồi hồi nãy lấy cái này chị nếu mà chị cắt nha. Chị lấy cái hai gì quạo chứ chị chặt không nổi. Thấy nhổ lên gốc hết trơn. Chị quạo cho đó. Lâu rồi mình ăn lên thuốc á chị, một lần chị bệnh lỗ tai biết á. Dạ. Chị vào cái thịt bò chị ăn hai lần hết trơn á. Dạ. Con gì nó kêu nha. Đây là trái đậu gồng. Mình ăn sống cũng được mà mình luộc ăn cũng được. Xào như chị Tư, chị Bảy vừa nói á, là mình xào thịt bò không? Ăn sống. Ăn tỉ bình được ha. Chấm bóng chân. Có gì chấm không? Không, nếu mà chị cho em đậu gồng chị cho thịt bò luôn đi, ăn vậy xào. Bông đậu gồng đẹp quá, màu tím. Đây là cây sugi. Qua hái sugi hồi ăn chị Thắm ơi. Đây thấp thấp nhiều lắm anh chị. Chín rồi. Đây. Hỏi cái này là người ta trồng bằng nhánh hay chị bác? Nhánh không? Đây nè các bạn, mình hái được 5 trái nè. Phải lấy cái gỗ đi. Mấy trái này là ăn được hết trơn rồi nè. Trái này ngon. Là sa ghi này nè. Mình không biết, mình luồn luồn cho tổng nó ngứa lắm. Cái này nó ngứa dữ lắm luôn. Cái lòng của cái lá ha. Ngon hay chua mà chị thấy chị chảy nó cứng rồi. Ăn thử, em chưa thử nè. Hồi vô chị đâm cái ớt nè. Đây. Không biết sao tèo thôi. Thôi khỏi tèo chị Bảy ơi. Hái được dưới đất nhiều được hái. Dạ. Mình dưới đất chim nó ăn hết trơn luôn. Thì mình để đây thì chim thì nó phái cái này rồi. Vậy hả? Rồi chị hái sugi ở đâu chị Bảy? Ở đây ai trồng? Nó tên ngay chú cái giáp canh này nè. Bảy vừa văn này mấy công luôn rồi bỏ rồi. À. Họ mình hồi lúc mình hái mướn vậy là nhiêu ký không? Hái không xô vậy đó. Đây, trái này cũng ngon mà nó vừa chín tới nè. Đi chị cầm cái xô bê á Hiền. Dạ. Chị bỏ cái hái cho mê luôn mà ngứa dữ lắm nha. Ngứa. Dữ lắm ngứa. Trời ơi, nó thì bị xiết dây, nó bị quấn cái dây cái gì? Cái chân nó vô cần cổ của con kia rồi. Nó giỡn á. Bành tướng à. Đây, đây được nhiêu rồi. Thôi được rồi. Trái nhiều chứ, ngậm ngậm nhiều kìa. Đủ ăn chưa? Đủ ăn chưa? Mình vô đi. Thôi đi vô đi chị ơi. Cũng chịu dữ ha, bườn bườn vô đây. Học mới lụm được chứ đâu có hái được đâu. Tuốt trên cao á, nè thấy chín ngon vậy ha. Đi, vô. Mà cái ghi này chéo nó dịch thuốc. Mình ăn nó cũng bổ thôi. Ủa, chỉ sàn nước chứ đâu mà chỉ ngoài này không có nước thôi nha. Làm chỉ để đỡ hay sao á, cái sàn nước đằng kia kìa. Ủa? Không biết sàn nước qua đây chị đâu chính xác. Có nước mà chị tư hứng à. À đây đây đây. Này chị hứng nước mưa. Xài đỡ, xài đỡ. Ngày nào cũng bực ngày ngồi đem về cửa tay của chị, ngồi bỏ chị nào cũng. Chị Bảy cầm cái bịch làm gì vậy? Sao làm gì? Cho thấy cho. Cho nó mát. Thôi đi chị ơi. Thôi đi vô đi. Chị Bảy vậy nói em bị đau cổ, chị hái lá xăm chị cho em.
về vô. Ờ chị thấy trước rồi hả? Đi ra coi chị thấy nó xăm cái nhiều không mà kìa. Chị trồng cũng nhiều quá chứ. Nè thấy không, dài 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 nè. Này là chị trồng á ha. Rồi. Đường cái chỗ này nó mát. Có đồ chua nữa nè chị Thắm ơi. Đó. Có đồ chua nữa nè. Trái mận. À con em thấy con trái à. Mà không biết có sâu không à. Đó. Ờ à, mận cắn á. Thử rồi. Chắc có sâu quá. Sâu rồi hả? Nó sâu. Mận cắn sữa. Cắn sữa. Cái nó nhỏ nè. Có bông mà. Này chắc. Mấy chùm nữa mà mốt nó mang. Ở đây nè. Củ khoai của chị Tư nè. Chị coi cái con gì nó đục đây nè. Nó đục nó nằm ở cổng á. Cái gì á? Cái bị gỗ, con bồ xích á. Đục nè. Thôi dục đi. Để cho nó lên. Nó tự nó lên mà. Thấy không? Nó có một chùm còn non. Đây là quýt. Khó thấy quá, sợ quá. Đậu gọng ngoài đó tốt một tê luôn. Ừ, lấy đậu gọng rồi, tốt rồi. Đậu gọng này nó có trái rồi. Này chị tận dụng cái hạt gạo nè, cái trồng cây nào dây leo á, hạn sâm hay là trồng cái dây đậu gồng nữa mà, yeah. Dây khoai có trái và có lá rồi nè. Hey, nãy giờ chị Bảy làm mướn ớt hả? Đi ra ngoài nắng đi vô nhà thấy như tôi. Ừ. Bận ngoài á. Nắng quá tay không ai kêu về cái cắt nước rồi mà sao nó muốn chịu luôn. Trời ơi. 11 giờ chị Tư chiếm kêu. Một bình nước. Thường thường chị Tư kêu hả? Cút bên kia chia không có qua tới bình lộ chị kêu ở mấy giữa này chị kêu. Giữa này chị muốn kêu. Nhiều cái muốn xỉu luôn. 21 mua cái đồng hồ nhỏ lận theo. Có này có mà chiếm kêu. Tư là chỉ ra cái nhỏ quá, cái nhỏ hoài chứ không vô rồi. Chỉ có tật tạo nước chứ nhịn đói được chứ nhịn khác không được. Ai cũng vậy chứ tật gì. Bà kia bữa hổm bà đi ngoài ruộng rồi nè. Bà không đem theo nước có Thắm biết không? Cái khác người muốn xỉu luôn rồi, đại cái đai đi. Hả? Ủa chơi. Kêu bà Chính Liêu ha, ừ. Kêu ai? Kêu bà Chính. Vậy hả? Thắm, chị chỉ cho. Ê đợi chị Tư chị hái lá sâm. Kêu như chị bao nhiêu rực rồi. Không nhiêu rực ngò dò cho mấy đứa nít ăn không có dò một sửng luôn. Hai chị em ăn tối ngày nó mát vậy đó hả? Hùng dữ hết luôn á. Về em lấy máy xin tối không sai. Thôi đừng sai máy xin tối tự dò đi. Lá lá xăm mình sai không được. Cái gây em gì em gây. Dò cho một nước thôi. Mình sai là lượt không được. Ở vậy hả? Nó đặc xuống nó đặc kẹo luôn mình lượt không có được. Vì cho mấy đứa nít ăn tốt. Chị nắm ăn sao đi đi. Chị. Ăn hai chị. Đây chị tính cho. Chị đâm chị một dĩa của ớt. Ăn đi. Chị Tư hái một hồi vô. Cái này là đem mặn gì á? Trắng. Mặn trắng. Trắng sữa mà không biết cái trong có sâu không, không biết nha. Cái con trái một á. Thấy nó đẹp quá. Bắp ra đây. Có hai chị em đâu có ăn hái, có một nít giò cho nên ăn. Thấy được chưa? Nó sốt cái lợi chưa? Ồ quên đó. Hử? Cái gì? Trời đất ơi. Nó mỏng chứ. Qua ta cho đá cắp rồi quên nữa hả? Đất ơi. Giờ mới nhớ. Cái dao gọt cắt không có hột không à. Cái không có hột luôn à. Ừ. Không có hột. Cắt thái phải không? Ừ, đúng rồi. Cắt hột mình thái. Bạn này ngọt chị ơi. Ăn thử miếng đi.
có sao không? Không. Ừ, đẹp vậy hả? Nè, chia cho Hiểu miếng này. Đây, đây, đây. Đây, xin miếng này. Đây, thấy con đường. Ngọt. Ủa nha, ngon mà, có một cái. Ừ. Bỏ đi ngọt rồi chị ơi. Hốt gì cho mấy đứa mít ăn đi. Thì đấy. Được hả? Ngọt. Nếu có công được chị hái chị. Mà có đầu hái. Không. Vài tháng mới lên nhóc. Dạ, vài tháng mới. Cái bạn này mong tháng 4 năm tới á, cũng kiếp luôn, chị nó không có ngã nào để hết. Nó bận gì? Ngăn phước. Dạ. Thôi hút mới cho biết. Qua là hái thì bánh tè nó trời cỡ tí à. Tái chị nó thấy ham luôn. Mình hái trên cây luôn á, người ta hái sẵn. Hái cây người ta cho mình hái, người ta không ăn. Thấy thường ha. Rửa rồi qua. Chị nên mê tay thường quá. Thử ra đi ra rửa mẫu ra thử coi. Chua không? Không. Không chua hả? Không. Mình thái mà. Mình thái bữa đó chua quá chừng. Không biết chị ăn không chua, không biết này chua không, chị không biết. Bữa mấy cái nhỏ nhỏ thôi. Cái bự quá. Thôi em ăn cái xe đi kìa. Thấy là chua thấy mê mà. Ừ. Ăn được chua tốt chứ có sao. Nó không biểu răng dính máu dính mỡ gì đó. Bữa kia nó hái rồi cho bánh tè 5kg dữ lắm, một bịch bự. Cái hái này này cái còn nhỏ mà. À cấp này nó thấp chứ không có cao. Cấp đế hà thấy còn như cây thấp hơn cái sugi nữa. Dạ. Vô luôn á. Cửa chặt quá em đứng né mà. Rồi. Anh thấy cái chút cưng lắm. Chị mở cửa nhìn bị ngang nó làm tắt rồi. Để nhỏ ăn. Chua không? Chua cái vỏ hơn trong muộn không chua. Gọt cái vỏ ra bỏ mới được. Vỏ cốc vỏ nào cũng chua trời ơi nha. Này ơi, chua dám ăn luôn. Ui trời ơi. Đi mà chịu gọt. Nó. Ừ. Vỏ chua quá. Vỏ là chua lắm. Cái này theo mình à. Có thể ăn giải cạp. Ừ, đâm với ớt cộn vô ăn được. Ừ. Gọt á. Không, không có gọt, ăn cái vỏ luôn. Vậy không. Còn cái gì cộn. Chị làm biến gọt nó nhỏ nhỏ. Hái được nhiêu đây hả Tư? Ở nhiêu đó, chục lần trái cho nó chi ăn nữa tao. Em cảm ơn chị Tư nha. Rồi, chồng em cảm ơn chị nhiều nha. Nhiều cho mình ăn tốt. Cho chị ta cái chủ yếu á, nhưng thủy nó hết cổ họng đi. Để nói chuyện này á, em cũng tâm sự thiệt vậy nè. Không có quay lên á thì không có clip mà đăng lên hay là tiền chậm trễ mấy chị gặp những người khác á. Mà cái bệnh của thủy này nó một hai ngày cũng đâu có hết liền được. Thì công nhân nói thủy nói cũng khó nghe thì các bạn mong mọi người thông cảm nha. Thì hôm nay á, mục đích hôm nay qua bên đây là tức như thăm hai chị. Rồi có chị Tư, tạm gọi chị Tư bên Mỹ á, chỉ gửi cho hai chị Tư chị Bảy nè $100 để mua thuốc ha, trang trải ha, sử dụng sao đó. Rồi chỉ gửi kèm thêm tặng cho chị đây, chị Thắm 600.000 để chị Thắm mình tới lui cũng đi làm giúp với tụi em đổ xăng hay là chị Thắm gì đó cũng xăng nữa. Dạ. Rồi hiện nói vậy rồi thấy đây. Hai tiểu tư á thì em đổi ra được hai một $100 á thì đổi ra được 2.3 triệu. Đây em gửi cho chị. Dạ chị cảm ơn hai em Thắm. Chị 2.6 triệu. 2.3 triệu. 2.3 triệu. 2.3 triệu. Quên đó, nói không à. Chị cảm ơn biết bao nhiêu thì mấy cô mấy chú bên bển á. Chị nhìn đó. Dạ. Chị Tư gì mình bị bệnh chứ chị thì cũng lăn lóc. Trời ơi. Mần gì mà mệt chết xỉu. Dạ. Chị bệnh chị tặng. Thì một lần nữa cho em nhắc lại hai chị ha. Quyết định đi mua cái bảo hiểm rồi. Sao á, mua hiểm thì cái số tiền này không có hết. Rồi còn bao nhiêu á cầm đó đi khám cho chị Tư. Đó, mình khám có bác sĩ hẳn hồi đặng mà biết cái lượng thuốc mình uống nữa. Như vậy quyết định vậy nha. Ừ, rồi chị dạ. Cảm ơn dạ. Bà con dạ. Mấy chú Thắm dạ. 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 Em gửi 600.000 của chị Tư cho chị. Chị cũng
tư đã gửi tiền về cho em đi cùng với Thủy Hiền. Lấy tiền đổ xăng đi với vợ chồng em. Mẹ em đổ xăng. Mình cũng cảm ơn chị Tư bển. Lo cho chị Tư mình, mình cũng cảm ơn lắm. Mình rớt nước mắt luôn, mình cũng không có lời gì nói được thôi. Gầy chí hoài không cho chị đi qua cầu đi chợ đi biết áp có bữa té cái chị đi mặn gì không hai cái sừng cấm. Dạ, đúng rồi chị Tư đừng có đi mặn nhiều chị Tư ơi. Cái chị mệt cái không có ai nhà không được. Em á thì thứ nhất á sao hai chồng em qua quay bên đây anh hai chị á thì cũng mong mình luôn giúp đỡ cho hai chị cũng có tiền thuốc thang mà ăn uống hàng ngày á. Rồi á nói thật sự luôn nha, em ham nhất là có cái bàn cái tủ á để cho thờ Phật với ông bà cho thương tất chút. Em cái này thì cũng nói thật dạ chị đem gì không biết thì bao nhiêu tiền nhưng mà em nghĩ đồ cũ á không quá 5 triệu, đồ cũ người ta bán lại ta sơn lại mình vẫn xài được cây tốt. Hiền ơi, dạ. Chị có cái chui của 19 nó biết đóng mà chị đặt đóng được không? Dạ, đặt đóng mắc quá em sợ tại vì cái đồ á. Anh chui của nó cũng dầu hàng cũng thể cũng có mắc bao nhiêu. Chui của em tới 9 nhưng mà này em mới xin biết ai cho chưa nên chị đặt. Thầy chị, cái đó thì em không biết. Chứ em thấy cái ghế thờ á. Em á thì lúc em đi mua đồ mà cho Hữu Ngân á. Là cái vườn chỗ đó ta bán đồ cũ rất tốt, cây tốt lắm. Là người ta mua đồ giải tỏa à, rồi về cái người ta trang trang ta sơn lại người ta bán giá cũng rất rẻ. Em thấy mua cái đó là tốt. Tại vì cây đó là cây xưa, dù sao nó cũng tốt hơn cây bây giờ. Đó thì tùy, em nói vậy thôi. Em thấy thờ vậy em thấy cũng đau lòng quá. Thờ Phật mà cột cây vậy. Dạ. Thì mày nói quẹn vậy đi. Dạ. Nói chơi cái clip này như bữa nay thì nói nhiều quá. xin cảm cho Thủy nha. À, Thủy nói nghe vậy đó cái gì. Hay, em cũng nói hoài là nói đặng chị bảy chị Tư sắm được cái bàn thờ cho cha mẹ cho nó đàng hoàng. Không cần mà để cái một mà cái tủ thờ cao là thờ hai bên. Em nói là cái bàn đó nó giống như cái tủ. Cái tủ nó giống như cái tủ ly á, cái tủ cái phê á. Đúng rồi, ở dưới nó cũng có cánh cửa, ở trên nó mình thờ bên Phật bên ông bà. Rất tốt luôn. Em độ cái giá khoảng là khoảng 5 triệu mà giá đó à. Đó, đây đồ cũ người ta bán không cao nhưng mà đóng mới là cả chục triệu nha. Vậy á là mà ăn đỡ Hiền. Dạ. Khỏe mạnh nữa. Rồi nó đặt tiêu thì quan trọng là cái sức khỏe hả chị. Ừ. Có sức khỏe mới làm vậy, được cái chuyện khác, không có sức khỏe không làm được gì hết á. Cái phù hộ đi nó làm chị, ngồi đi ngồi chị đau rồi. Cái chị bà thấy vậy cái chị khóc, chị đi mượn hình của người ta về cái ghép hai người. Ghép với Chiến hay với Thanh. Dạ. Để thời lúc năm nay nữa 2 năm vậy á. Thôi giờ thời lượng cũng hiện ha. Thì đánh anh chị hai chị. Thì trước nhất con cảm ơn cái lá sầm của chị Tư với Hái quá thì tấm lòng với mấy cái cốc của chị. Dạ em sẽ dò em ăn liền. Em có hy vọng ăn này cho Thủy hết cho nhiều đó, cho nhiều đó. Cái xác nó tắn tươi Thủy cho chừng nào mình quay chừng nào đó đặt treo chừng nào muốn chị lấy mình chụp xác ra cho mình không chị Tư dò xuống này đâu có ai. Không chị dò nữa cái tao chị dò nữa sao vậy cái tao. Vậy thôi chào clip đi Thủy. Em cũng chào chị em gì. Chào chị em. Cảm ơn thay chị chồng. Có Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video này. Thủy mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thủy có động lực quay video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.